Em mời các bác test loa cùng em Tuấn. Đôi tai nói toàn giải này. Ê căng còn nguyên nhé, ê căng đây. Ê căng của em nó còn nguyên đây. Đấy. 3 triệu 9. Em test cho bác. Hôm qua kia qua em có giới thiệu ở ngoài clip nhưng các bác lại sợ em nó không kêu. Em báo giá hàng của em kêu hết bác nhé. Hoạt động bình thường hết. Làm tí nhạc lính nha, thập niên 70 đi này.